Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp tỉnh vừa tiến hành đánh giá 42 sản phẩm đợt 1 năm 2022, trong đó 25 sản phẩm đăng ký đầu năm theo kế hoạch và 17 sản phẩm đăng ký bổ sung. Các sản phẩm được đánh giá quy mô sản xuất của các chủ thể đều đạt từ trung bình trở lên và có xu hướng phát triển tốt. Hầu hết đảm bảo các tiêu chí bảo vệ môi trường, các yếu tố cảm quan định tính, trong đó các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm đều có phiếu xét nghiệm nguồn nguyên liệu đầu vào và kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra theo quy định. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã đánh giá chất lượng thế mạnh, khả năng phát triển thị trường và các yếu tố liên quan đến từng sản phẩm. Ban giám khảo đã chất vấn tranh luận sôi nổi về từng sản phẩm, từng chủ thể, đặc biệt quan tâm về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ chế biến, hình thức bao bì, chất lượng, quy mô sản xuất, tất cả nhằm lựa chọn chính xác các sản phẩm có chất lượng và tiềm năng phát triển qua đó nâng cao giá trị kinh tế cho chủ thể tham gia chương trình. Qua bỏ phiếu, hội đồng đã thống nhất cả 42 sản phẩm được công nhận ô cốp, trong đó có 16 sản phẩm đạt 3 sao và 26 sản phẩm đạt 4 sao. Trong số này có 2 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao.